Xin được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn đến với những thông tin mới nhất trong bản tin ngày hôm nay, mùng 8 tháng 12. Các bạn thân mến, trong phần đầu tiên này thì xin gửi đến các bạn thông tin khá sốc được báo chí Indonesia đưa ra khi có thể là hàng loạt đội tuyển quốc gia đến từ châu Âu hoặc là châu Á có thể tham dự AFF Cup trong tương lai. Tiếp đến thì mời các bạn đến với nội dung huấn luyện viên Philippe Jouzier khó xử với con bài Phí Đức Nguyễn. Và cuối cùng thì mời các bạn đến với nội dung báo Thái Lan miêu tả đầy bất ngờ vụ Phí Đức Nguyễn có quốc tịch Việt Nam. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, mở đầu bản tin ngày hôm nay thì mời các bạn đến với thông tin thực sự là đang nóng với bóng đá Việt Nam của chúng ta. Cụ thể là theo lịch thi đấu thì câu lạc bộ Khánh Hòa sẽ tiếp đón Bình Dương ở trận đấu thuộc vòng 5 của V-League 2023-2024. Nhưng cho đến thời điểm này thì các cầu thủ của Khánh Hòa đã tuyên bố là đình công và có thể trận đấu này sẽ không diễn ra. Kể từ ngày 7 tháng 12 thì câu chuyện tiền nong của câu lạc bộ Khánh Hòa lại một lần nữa trở thành đề tài nóng của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ của đội bóng này bị nợ lương, phí quá lâu nên tuyên bố là đình công cho đến khi nhận được tiền. Trước bối cảnh này thì Khánh Hòa có thể sẽ không thi đấu ở vòng 5 này khi đội bóng của ông Võ Đình Tân tiếp đón câu lạc bộ Bình Dương trên sân 19 tháng 8 vào lúc 18 giờ ngày 10 tháng 12. Thời điểm này thì hiện là vẫn chưa có thông tin nào về việc là trận đấu này sẽ bị hoãn hoặc là hủy. Chính vì vậy mà đội khách là đội Bình Dương trở nên bị động trong việc chuẩn bị. Theo nguồn tin của tờ Thanh Niên cho biết thì Bình Dương hiện là vẫn duy trì tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu ở V-League. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm này, đội bóng đất thủ là vẫn chưa di chuyển ra Nha Trang. Ông Lê Huỳnh Đức cùng các cầu thủ vẫn còn thời gian để chờ thông tin chính thức rồi mới đưa ra hướng xử lý tiếp theo. Chưa biết là Khánh Hòa có bỏ thi đấu thật hay là không, hay là chỉ muốn dọa để nhanh được giải quyết chuyện tiền nong. Trong trường hợp mà Khánh Hòa bỏ giải giữa chừng thì họ sẽ bị phạt theo chế tài của điều lệ V-League. Theo điều lệ của V-League năm nay thì trong quá trình tiến hành giải đấu, nếu có câu lạc bộ tự ý bỏ giải, câu lạc bộ đó sẽ bị chuyển xuống thi đấu ở giải bóng đá hạng 3 của quốc gia và chịu hình thức kỷ luật theo quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Và kết quả thi đấu toàn bộ kết quả thi đấu về điểm số, bàn thắng nếu có giữa câu lạc bộ này với các câu lạc bộ khác đều bị hủy bỏ. VPF sẽ báo cáo VFF quyết định bổ sung câu lạc bộ xuống thi đấu ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2024-2025 cho phù hợp. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, theo dự đoán của truyền thông Indonesia thì tuyển Việt Nam hoặc là Thái Lan có thể sẽ phải chạm trán những đối thủ rất mạnh tại AFF Cup. Như các bạn đã biết thì AFF Cup là giải đấu quan trọng với các đội Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Truyền thông ở Indonesia cho rằng là rất có thể giải đấu này sẽ bước sang một trang mới sau những dấu hiệu mở đường từ chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino để đưa AFF Cup vào hệ thống chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới. Hãng truyền thông Okzone của Indonesia cho rằng là AFF Cup nếu nằm trong hệ thống FIFA thì hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó giải đấu hứa hẹn là được bổ sung thêm một số đội mạnh. Đầu tiên có thể kể đến AFF Cup là Úc. Sau khi trở thành thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thì Úc cũng đã từng nhiều lần cử các đội trẻ tham dự giải đấu cấp độ Đông Nam Á và Liên đoàn bóng đá Úc cũng hoàn toàn có thể liên hệ để mang đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup. Đội tuyển thứ hai là Ấn Độ. Hiện là có thông tin cho rằng là Ấn Độ đang muốn rời Liên đoàn bóng đá Nam Á vì tổ chức này thiếu tính cạnh tranh. Khi đó thì Liên đoàn bóng đá Ấn Độ sẽ gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và cử đội tuyển quốc gia đá ở AFF Cup. Đội tuyển tiếp theo có thể là Belarus. Trang Okzone của Indonesia cho rằng là vì một số lý do, Liên đoàn bóng đá Belarus có thể xin rời Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA để gia nhập AFC. Bản thân đội tuyển quốc gia Belarus cũng chỉ xếp hạng 95 FIFA nên rất phù hợp để thi đấu với các đội ở Đông Nam Á. Tiếp đến là Afghanistan. Trong quá khứ thì Liên đoàn bóng đá Afghanistan thường xuyên đưa ra những sự thay đổi quan trọng. Cụ thể là trong năm 2005, họ rời Liên đoàn bóng đá Tây Á, gia nhập Liên đoàn bóng đá Nam Á. Nhưng đến năm 2015, họ gia nhập Liên đoàn bóng đá Trung Á. Chính vì điều đó, không loại trừ khả năng Afghanistan sẽ xin gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Và AFF Cup khi đó nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Và Afghanistan có thể thi đấu ở giải đấu này.
Đội tuyển cuối cùng được nhắc đến khá bất ngờ là Nga. Theo trang OKZone thì giống với Belarus, Liên đoàn bóng đá Nga có thể rời UEFA để gia nhập AFC. Còn nhớ là cách đây chưa lâu thì hội nghị thượng đỉnh Olympic lần thứ 11, Hội đồng Olympic châu Á OCA cũng đề xuất tạo điều kiện cho các vận động viên của Nga và Belarus tham dự các giải quốc tế tại châu Á. Ngoài ra thì chính chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga là ông Zhukov cũng từng úp mở khả năng xin gia nhập AFC. Trong khi đó thì ở AFF Cup 2020, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tham dự lễ khai mạc ở Singapore và một số sự kiện bên lề của giải đấu. Đến kỳ AFF Cup 2022, ông Gianni Infantino cũng dự khán trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan. Đây là một trong những cơ sở để dự đoán rằng là FIFA có thể sẵn sàng đưa AFF Cup vào hệ thống thi đấu của tổ chức này. Và đương nhiên thì trong trường hợp dự đoán của truyền thông Indonesia trở thành hiện thực, giải AFF Cup sẽ tăng tính cạnh tranh lên rất nhiều khi bổ sung thêm một số đội mạnh. Khi đó thì là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia sẽ gặp khó khăn nếu muốn tranh chức vô địch. Nhưng ở chiều ngược lại thì việc tăng tính cạnh tranh cũng giúp thúc đẩy nền bóng đá của khu vực và các đội ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam và chúng ta, có thể có đà phát triển trình độ cao hơn. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, như vậy là Phi Lê Nguyễn chính thức là có quốc tịch Việt Nam và điều này đồng nghĩa với việc là người gác đền của Công an Hà Nội có thể là khoác áo đội tuyển quốc gia nếu được ông Philippe Jouzier triệu tập. Kể từ triều đại của ông Park Hang-seo cho đến thời điểm này thì Văn Lâm luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ của đội tuyển. Ở vài trận vừa qua, dưới triều đại huấn luyện viên Philippe Jouzier thì Lâm Tây cũng được trao cơ hội bất chính và thể hiện khá tốt. Còn về phía Phi Lê Nguyễn thì kể từ khi trở về Việt Nam chơi bóng trong màu áo Công an Hà Nội, thủ thành này để lại những ấn tượng nhất định. Anh cùng với đội bóng ngành công an cũng đã giành chức vô địch V-League. Ở mùa giải năm nay thì Phi Lê Nguyễn thi đấu tốt giúp cho Công an Hà Nội đang đua vô địch với các đối thủ cạnh tranh. Việc Phi Lê Nguyễn có quốc tịch Việt Nam cũng sẽ tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt trong khung gỗ của đội tuyển. Và người chịu áp lực lớn nhất thì đương nhiên là thủ thành Đặng Văn Lâm. Vậy thì nếu Phi Lê Nguyễn được gọi lên đội tuyển quốc gia thì ông Philippe Jouzier sẽ phải tính toán thế nào? Nhìn về mặt đẳng cấp thì Văn Lâm và Phi Lê Nguyễn đều đã chứng minh họ là những người gác đền xuất sắc tại sân chơi V-League thời điểm này. Do đó mà những sự so sánh về bộ kỹ năng của hai thủ môn này chỉ mang tính chất là tương đối, tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Còn xét về mặt kinh nghiệm, Lâm Tây rõ ràng nắm lợi thế lớn hơn người đồng nghiệp. Văn Lâm được lên đội tuyển từ năm 2016 và cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến ở nhiều giải đấu khác nhau và cũng đạt được những thành công nhất định. Do đó mà sợi dây kết nối giữa Văn Lâm với các vị trí trong hàng phòng ngự của đội tuyển là rất tốt. Điều này cũng giúp cho hàng thủ của chúng ta hạn chế những sai lầm dẫn đến bàn thua. Trong khi đó thì với Phi Lê Nguyễn, anh cũng thể hiện đẳng cấp của mình sau quãng thời gian chơi bóng ở Việt Nam. Cho dù là kinh nghiệm ăn cơm tuyển là không bằng Đặng Văn Lâm, nhưng có một lợi thế thủ thành sinh năm 1992 có được là đội hình của đội tuyển Việt Nam thời điểm này có nhiều cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ của Hà Nội. Trong bóng đá đỉnh cao thì việc lựa chọn về mặt nhân sự, đặc biệt là vị trí thủ môn, có vai trò cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến sự thành bại của đội bóng. Nhiều huấn luyện viên ít khi thay thủ môn, trừ trường hợp bất khả kháng. Do vậy mà với trường hợp mang tên Phi Lê Nguyễn, ông Philippe Jouzier chắc chắn sẽ phải đau đầu. Đặc biệt là trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam ở bảng đấu rất nặng thì việc chọn ai và bỏ ai là cực kỳ khó khăn. Về phía thủ thành Việt Kiều Phi Lê Nguyễn, cầu thủ sẽ có 4 trận đấu nữa tại V-League để thể hiện năng lực của mình trước khi đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào cuối tháng 12 này để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup. Và nếu như Phi Lê Nguyễn được gọi đến đội tuyển quốc gia thì cơ hội cho thủ môn này có mặt tại Qatar là hoàn toàn có thể xảy ra. Trước thông tin Phi Lê Nguyễn có quốc tịch Việt Nam thì tờ báo của Thái Lan là tờ Chessport mới đây có bài viết với tiêu đề "Khoảng thời gian chờ đợi kết thúc, Việt Nam vừa ghi bàn thắng đẹp nhất mang tên Phi Lê Nguyễn, cầu thủ từng thi đấu tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc." Tờ báo của Thái Lan đã dùng cụm từ "bàn thắng đẹp nhất" để miêu tả về Phi Lê Nguyễn khi cầu thủ này nhập tịch thành công. Tờ báo uy tín hàng đầu của Thái Lan dành thời gian tìm hiểu về Phi Lê Nguyễn và viết Phi Lê Nguyễn được gọi vào đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc cho trận đấu với Scotland ở UEFA Nations League nhưng không thi đấu. Điều này khiến việc chuyển sang khoác áo đội tuyển Việt Nam trở nên dễ dàng hơn. Thủ thành 31 tuổi hy vọng là có tên trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup vào đầu năm sau.
ông Philippe Jouzier sẽ gửi danh sách sơ bộ lên AFC trước ngày 12 tháng 12. Phi Lê Nguyễn khởi đầu là thực tập sinh tại câu lạc bộ Sparta Praha, là một đội bóng nổi tiếng ở giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Sau đó thì anh này tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp ở nhiều câu lạc bộ khác trong nước. Đồng thời, anh cũng giành được giải thủ môn xuất sắc nhất trong mùa giải 2018-19. Tại Asian Cup tới đây, Thái Lan nằm bảng F với Ả Rập Xê Út, Kyrgyzstan, Oman. Đội bóng này là một trong bốn đại diện Đông Nam Á góp mặt ở Asian Cup bên cạnh Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Còn về phía cổ động viên Đông Nam Á, họ cũng tỏ ra đặc biệt quan tâm đến sự kiện Phi Lê Nguyễn chính thức có quốc tịch Việt Nam. Cụ thể, nhiều cổ động viên Đông Nam Á đã để lại bình luận đáng chú ý trên fanpage ASEAN Football. Một cổ động viên có tên là Ozo bày tỏ: "Cầu thủ nhập tịch đầu tiên của quốc gia Việt Nam, tôi sẽ chờ đợi những cái tên nhập tịch tiếp theo." Cổ động viên có tên là Dori thì thẳng thắn nhận xét: "Đây là cầu thủ nhập tịch quá già. Để đến năm 2026 đã là cựu binh 33 tuổi rồi." Tài khoản có tên là Rako thì khẳng định Indonesia đã sẵn sàng tấn công khung thành của thủ môn Việt Kiều này. Ngoài ra thì cũng có khá nhiều những người hâm mộ để lại bình luận và gửi lời chúc mừng đến thủ thành Phi Lê Nguyễn. "May mắn nhé chàng trai, chúc mừng em." Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.